xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn bây giờ là 7 giờ rưỡi hơn, và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Đồng Khởi với lại Lý Tự Trọng, và cũng là Gia Long và Tự Do ngày xưa. Phía bên cánh trái chúng ta đó là giao lộ Gia Long với lại Tự Do. Theo thẳng con đường Tự Do này, chúng ta sẽ đi về nhà thờ Đức Bà, khu Lê Duẩn, Vinh Norodom, đường Nguyễn Du, rồi Phạm Ngọc Thạch. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Gia Long ha. Theo hướng này đó chính là ngôi trường, đi về ngôi trường của anh chị và các bạn, đó là trường Ta Be, trường Ta Be ngày xưa, và ngày nay là Trần Đại Nghĩa. Và tối hôm nay em có dịp dẫn bài đồng nhỏ đi vô cái Vincom Central nè, vô đây chơi. Thì bài đồng nhỏ đang chơi bên trong, thì em dẫn anh chị các bạn chúng ta cùng đi đi dạo phố phường ha, đi ngắm hình ảnh của Sài Gòn cuối tuần xem ở đây như thế nào. Mặc dù khu vực này cũng không có gì xa lạ với tất cả cô chú anh chị và các bạn, nhưng mà Sài Gòn mỗi thời điểm thì nó mỗi khác. Theo thẳng cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra ngoài bến Bạch Đằng luôn đó. Coi cái thời điểm này ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, rạp hát, nhà hát lớn thành phố xem như thế nào. Sài Gòn hôm nay không có mưa, trời rất là nắng, nên thành ra ở ngoài đường rất là đông, và gặp dịp cuối tuần này nữa nên thành ra rất nhiều người đi chơi. Mùa hè này không biết cô chú anh chị và các bạn như thế nào, còn ở Việt Nam thì nói chung nếu mà ai có nhu cầu đi chơi thì chỉ đi chơi trong nước thôi, còn ở nước ngoài thì hạn chế, nên thành ra rất nhiều công ty du lịch mùa này phải thất thu do cái sự ảnh hưởng của dịch Covid này. Và phía trước anh chị và các bạn đó là khu Parkson, trung tâm thương mại cũng lớn nhất nhì ở khu vực trung tâm Sài Gòn này ha. Nằm ở mặt tiền Lê Thánh Tôn và một phần ở đường Tự Do. Con đường Đồng Khởi ngày xưa thì rất là nhỏ, tại vì ngày xưa khi mà còn ở thời đệ nhất Cộng Hòa thì cái loại phương tiện mà sang trọng nhất đó là xe kéo, xe ngựa, xe kéo, hai ngựa kéo, một ngựa kéo. Rồi mãi đến năm 1000, sau năm 1900 mấy thì mới có xe hơi, nên thành ra con đường này tuy là không có lớn lắm so với các con đường khác, nhưng mà con đường này rất là đắt giá. Con đường này ngày xưa theo những tư liệu, những sách để lại thì đặc biệt là sách của nhà văn Sơn Nam để lại thì nói về những hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa ở khu vực này, chỉ có người Âu họ tập trung ở đây thôi. Đa phần là những thành phần, những giới quý tộc ở khu vực trung tâm Sài Gòn này. Nhưng mà ngày nay thì ai cũng ra đây được ha, không có phân biệt gì cả. Đặc biệt ở đây ngày nay là khu du lịch, nói chung là không phải là khu du lịch mà là nơi mà khi anh chị và các bạn đến Sài Gòn không thể bỏ qua được, đó là khu vực trung tâm Sài Gòn này. Và chúng ta đi qua đường nha, đường xá nhìn xe cộ chóng mặt luôn á. Mặc dù mình được đi qua đường nhưng mà dòng xe cứ quẹo phải á, quẹo phải theo hướng Lê Thánh Tôn này, nên chúng ta rất là khó phải qua đường. Cặp bên hông tòa đua chánh nè, tòa đua chánh mặt tiền là đường Lê Thánh Tôn,
Và ngày nay chúng ta thấy rất là đẹp này ha. Thẳng Lê Thánh Tôn này là chúng ta sẽ đi về ngã sáu Phù Đổng. Con đường chúng ta vừa đi qua nè, không biết cuối tuần này anh chị và các bạn làm gì, có tiết mục gì không. Nếu mà ở các nước hải ngoại thì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì chắc lẽ chúng ta ở nhà làm cái BBQ, làm vài món nướng. Nếu mà trời mưa thì thịt bò nướng hay là hải sản nướng. Còn nếu mà trời nóng thì nóng thì làm món gì đây ta? Không, mà trời nóng thì làm món nướng nó mát trời đẹp đẽ hơn. Còn trời lạnh thì mình nấu lẩu đi ha, lẩu hải sản. Lạnh lạnh nồi lẩu nóng thì nóng, mình nhúng hải sản vô, bò, mực, hoặc là cá viên. Và trước mặt chúng ta đó là rạp Eden ngày xưa và ngày nay đó chính là khu Vincom, khu vực A hay B gì em quên rồi. Khu lúc nãy là một trong hai khu Vincom đó, một bên là A một bên B, nhưng mà không nhớ này là A hay là B nữa. Xây dựng rất là đẹp ha. Ở dưới tầng hầm của cái khu trung tâm thương mại này đó là trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm á. Phía bên cánh trái chúng ta đó là khách sạn Continental. Có một chú khán giả nhờ em tìm lại xe bánh mì phía trước rạp Eden, nhưng mà ngày nay thì nói chung tìm một xe bánh mì thì không khó, nhưng mà phía trước rạp Eden như thế này này nữa thì rất là khó, tại vì con đường ngay ở vị trí này không có bán đồ ăn vặt ở vỉa hè này. Nên thành ra chúng ta thấy rất là khó ha. Vì lý do gì đó mà nếu anh chị mùa hè này chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay chúng ta xem hình ảnh của trung tâm Sài Gòn giống như là mình tưởng tượng như là mình đang đi dạo trên cái vỉa hè đường tự do và nhìn ngắm đủ thứ. Thấy bên cạnh những người đi chơi thì có những anh phải ngày đêm vất vả lo cho cái sạch cái đẹp của Sài Gòn, đó là những anh lao công. Một sự hy sinh thầm lặng. Phía trước mặt chúng ta đó là nhà hát lớn thành phố nè. Một cái công trình rất là đẹp. Ở đồng vòng khu vực này ngày nay thì có rất là nhiều khách sạn, khách sạn 5 sao, 6 sao. Có nhiều cô chú anh chị thắc mắc ở Việt Nam làm gì có khách sạn 6 sao, nhưng mà ở khu vực này có một khách sạn 6 sao, đó là tòa nhà Tham Que của nghệ sĩ ca sĩ Thanh Bùi đó, của gia đình Thanh Bùi. Không biết anh chị có biết tên ca sĩ này không?
anh này cũng rất là nổi tiếng. Đó, và phía trước chúng ta đó là khách sạn Caravel, Caravel Hotel. Ở phía sau Caravel là Sheraton. Tới đây thì em lại nhớ một chú khán giả, chú khán giả thân yêu, chú Hùng. Một ngày nào đó chú về lại Việt Nam thì chúng ta sẽ có dịp hàn huyên tâm sự tiếp ha. Nhớ ngày nào mình còn lòng vòng ở U Sheraton này. Và hôm nay chúng ta nghìn trùng xa cách. Và buổi tối nhìn nhìn Sài Gòn đủ sắc màu hết nè. Buổi tối Sài Gòn lên đèn đẹp ghê không. Và hôm bữa cái ngay cái khu vực phía trước nhà hát lớn thành phố ở đây trống rỗng rồi, nhưng mà ngày nay thì bắt đầu tiếp tục dựng tôn lên lại nữa rồi. Và hướng này là mình sẽ ra con đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, một trong những nơi mà không thể bỏ qua khi mà đến với trung tâm Sài Gòn này. Nếu anh chị và bạn đã đến Sài Gòn mà chưa đến đây thì coi như là chưa đến Sài Gòn. Rồi, mời cô chú anh chị chúng ta bắt đầu đi dạo lên khu phố đi bộ, xem tuần này có gì đặc sắc không ha. Ở đây thường xuyên có những sự kiện vào những ngày cuối tuần như thế này. Khi mà các anh chị và bạn xem được cái video clip này thì chắc là em đang ở Cai Lậy. Cuối tuần này thì em lại có dịp đi về quê thăm gia đình. Hy vọng trong chuyến đi này em sẽ ghi nhận vài hình ảnh để gửi anh chị và bạn xem chơi ha. Nơi mà có Mỹ Tho, Đại Phố, chợ Cai Lậy, chợ cũ, chợ mới, khu xóm, trường Cai Lậy. Bữa trước chúng ta đó là đường Nguyễn Huệ. Và bên đây là khách sạn Red Quy Nga Tráng Lệ. Và bên đây nữa đó là tòa Đỗ Chánh. Wow, bữa nay đông quá. Ở đây có xe bus, xe hop on hop off đi dạo quanh Sài Gòn với giá vé là hình như là 300 mấy ngàn á, 300 mấy ngàn một người, không biết bây giờ giá thế nào nữa. Du lịch bây giờ đang mất giá rồi, không biết có bị giảm giá hay không. Rồi chúng ta qua đường nha. Bây giờ đa phần là khách du lịch đây là người Việt, không có người nước ngoài, không có người ngoại quốc nào cả. Hình thế này đẹp ghê chưa. Ngay vị trí anh chị các bạn đang thấy đó là khu vực bồn kèn ngày xưa, và cũng là cái bồn cây liễu ngày xưa đó, ngay giao lộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi. Theo con này, đường này đó là đại lộ Lê Lợi nè. Đi thẳng đến công trường Quách Thị Trang, chợ Sài Gòn. Và ngày nay thì chợ đêm Sài Gòn vẫn đang trong cái tình trạng là đóng cửa. Buổi tối ở đây có rất là nhiều người thì ở đây hóng gió rồi dẫn con ra đây chơi. Nếu bạn có nhiều các bạn ở các khách sạn gần đây thì chắc có lẽ ở khu vực này rất là thuận tiện để mình đi dạo. Thank you.
Rồi và chúng ta tiếp tục đi ngắm một vòng nữa, tại vì do lúc nãy ở đó có nhạc bản quyền á, nên thành ra em phải ngắt tiếng đi và tiếp tục mình đi một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và vòng vòng ở trung tâm Sài Gòn này, để mình thấy được cái hình ảnh của Sài Gòn trong những ngày này như thế nào, trong những ngày hè ra làm sao. Nếu mà vì lý do gì đó mà anh chị cô chú mình chưa có dịp về Sài Gòn thì hy vọng thông qua video clip cũng cập nhật được cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, gửi đến bà con để mình thấy được Sài Gòn như thế nào ha. Nhưng mà không sao, mùa này mình không về được thì mùa sau, chứ thời gian còn dài mà. Lại bây giờ mà về cũng đâu có đi đâu được đâu, tự nhiên bỏ vé máy bay mấy ngàn đi về, ngồi mấy chục tiếng ngồi máy bay để đi về Sài Gòn không thì cũng hơi phí ha. Rất là đông luôn. Rồi cuối tuần ở đây hay có, buổi tối hay có cái tiết mục phun nước. Và bên đây là khách sạn 6 sao mà anh chị nhìn thấy nè, đó là tòa nhà Tham Que nè. Đó, tòa nhà Tham Que. Tòa nhà rất là nhiều màu, rất là cao. Rồi và video clip ngày hôm nay đến đây xin khép lại. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong cái video clip tiếp theo. Rồi bye bye anh chị và các bạn, chúc anh chị và các bạn cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Về chỗ cũ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.